anh sẽ có một buổi showcase chụp hình với xe cổ nha. Cảm ơn đến anh Hai Lúa bên công ty xe cổ đã hỗ trợ cho những chiếc xe rất tuyệt vời này. Tiến cùng với đạo diễn Mai Thu Huyền, Mai Thu Trang, Hoa Hoạn Lê, chị Chất Linh Thu Thảo và rất là nhiều người đang trên đoàn xe để chuẩn bị đi diễn hành đúng không? À, Hành Lê ơi, qua đây Tiến nè. Đợt này về Sài Gòn thì cảm giác như thế nào Hành Lê? Ôi trời ơi, nóng quá trời nóng luôn nhưng mà rất là vui luôn. Hôm nay là phải nói là mình gặp nhau ở Sài Gòn mà không có dự định là ở gặp nhau ở Sài Gòn như thế này. Không cảnh ở đây thì thưa quý vị nhớ lại những ngày xưa mà gọi là mình đi ngoài đường á Đức Tiến. Không bao giờ mà mình walk ở trong, mình đi trong xe, mình đi không ra nhìn. Về làm người nổi tiếng là thấy cảm giác thế quá nào? Vui luôn nha. Không dám nổi tiếng nhưng mà thưa quý vị rất là vui. Cho nên là đây là cái dịp mà quý vị nào mà chưa coi đi cái đó hoa mong manh thì thấy không? Toàn là hoa mong manh ở đây quá trời luôn. Mong manh mà rực rỡ. Mong mà rực rỡ luôn ở đây quá trời luôn nha. Cho nên là quý vị nhớ ủng hộ cho đó hoa mong manh. Yes. And please welcome Dr. Phạm Huy Quang, Dean of the Ho Chi Minh City University of Theater and Cinema, member of jury panel for the short film category for the Best Short Film Award. Và xin được giới thiệu một thành viên của hội đồng giám khảo hạng mục phim truyện dài giải thưởng phim truyện đầu tay hoặc thứ hai xuất sắc nhất. Xin được giới thiệu nhà sản xuất John Badalu. Please welcome producer John Badalu. Diễn viên Mai Thu Trang, diễn viên Hạnh Lê. Và đây là ekip quay phim Đóa Hoa Mong Manh. Rồi hôm nay thì cả đoàn chúng tôi vừa mới tham dự Red Carpet ở ngoài nhà hát lớn ha. Và bây giờ thì chúng tôi đang ngồi bên trong nhà hát thành phố để chuẩn bị cho cái lễ đặc biệt ngày hôm nay, lễ bế mạc liên hoan phim quốc tế thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất. Bây giờ nè Chu Di nè, sau tất cả mọi ngày mình hành trình đi với nhau và đến thời điểm bây giờ, cái cảm giác của Chu Di như thế nào nè? Cảm giác như là một superstar. Tại vì cái cảm giác này mình không có được ở bên Mỹ. Tại vì là mình cũng như là một cái đất nước sống nhờ mà. Ở đây là đất nước Việt Nam cho nên khi mình về đây mình mới cảm nhận được tất cả những cái gì mà hoành tráng nhất. Thì hôm nay là được đi lần đầu tiên được đi cái red carpet mà dài nhất từ xưa đến giờ mà mình được từng đi. Thì cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Và hy vọng là tất cả mọi người sẽ đón nhận bộ phim Đóa Hoa Mong Manh đang được trình chiếu trên tất cả toàn quốc hiện nay. Rồi, cạnh chúng tôi đó là Hoa Hoạn Lê nha, cũng là một diễn viên, là một người ủng hộ chúng tôi trong đoàn phim ngày hôm nay. Hành Lê chia sẻ mọi người nè, cái cảm xúc của mình sau tất cả các hành trình đi cine tour và ngày hôm nay ạ. Cảm ơn Đức Tiến. Thật sự ra thì ở Hoa Kỳ thì mình đã đi rất là nhiều và nhiều cái phim, nhiều cái party rất là nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay phải nói là rất xúc động ở tại thành phố Sài Gòn. Và phải nói là một cái không khí rất là tưng bừng, náo nhiệt và rất là vui. Mà có lẽ rằng là cũng là một cái cơ hội để mình biết experience được những cái gì mà mới ở tại Việt Nam mà có lẽ là mình chưa bao giờ thấy được. Cho nên là cảm ơn cả đoàn làm phim cũng như là các em đã hỗ trợ trong cái chương trình ngày hôm nay để mà chúng ta đến được với lại liên hoan phim ngày hôm nay, một cái điều rất tự hào. Cảm ơn. Đó, đây là đóa hoa mong manh nhưng mà không có mỏng mảnh nha, cần phải ăn no mới có sức để mà tỏa sáng. Sao? Đói quá vậy anh. Rồi, à, cho tụi ăn cái nha. Xong rồi tí xí vô trong tiếp cho mọi người. Bộ phim 13 ngôi nổ của Indonesia, 13 Bombs from Indonesia. Một lần nữa, Phó Giám đốc Đại hội Liên hoan phim, và xin được mời nhà nhận phim tham gia.
một câu rồi đấy hả? Rồi, nhạc video tiếp theo ạ. Đây là một bài đạo nào? Câu gì? Câu này nói gì nữa? Mình hôm nay đến đây chơi vui mà hiền quá. Một tràng vỗ tay thật to thật lớn cho các bạn ngày hôm nay nào. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Âm thanh hơi vang chút xíu không sao đâu. Tối hôm nay Đức Tiến cùng với đoàn làm phim Đó Hoa Mong Manh. Chúng ta bộ phim này đang được trình chiếu trên các hệ thống rạp ở tất cả các rạp tại Việt Nam, và đặc biệt là đang được trình chiếu ở tại rạp BSD gọi là BHD. Rất mong rằng các bạn, những người yêu mến điện ảnh và âm nhạc sẽ ủng hộ cho bộ phim Đó Hoa Mong Manh. Thưa tất cả những người đẹp, các bạn đẹp trai đẹp gái ở đây, có hôm nay không chỉ có một mình Đức Tiến bay giữa vòng trái đất này đây để gặp tất cả các bạn, mà Đức Tiến còn mang về đây những bông hoa rất xinh đẹp và đang độc thân tại nơi đây. Một chàng của ta đừng chào đón đàn huynh chúng tôi, Đó Hoa Mong Manh, đạo diễn Mai Thu Huyền, nữ diễn viên Mai Hương. Đó hoa nở muộn chứ mà ngẹt ngào hương thơm, ca sĩ diễn viên Chi Chi Phương Trinh, diễn viên nhà sản xuất Catherine Thu Thảo, còn ai nữa không vậy? Và tôi là MC diễn viên Đức Tiến. Ok, bây giờ thì để cho một trăm ông anh của chúng tôi sẽ có đôi lời cùng quý vị, đó là diễn viên đạo diễn Mai Thu Huyền. Gửi lời chào thân thương nhất đến tất cả các vị khán giả đâu ạ. Rất là vui khi ngày hôm nay mọi người có mặt ở gian hàng của BHD, cũng là đơn vị phát hành của bộ phim Đó Hoa Mong Manh. Đây là một bộ phim điện ảnh âm nhạc Nam, nhưng mà sẽ được quay 100% hoàn toàn ở nước Mỹ. Và đây cũng là một bộ phim rất là đặc biệt khi mà khai thác đề tài đến những người Việt thành công ở trên đất Mỹ, và câu chuyện sẽ xoay quanh một lấy cảm hứng từ một cuộc đời thật của một nữ danh ca nổi tiếng ở hải ngoại. Cho nên là thông qua bộ phim mà nhân vật chính là do ca sĩ diễn viên Maya thể hiện, và thông qua các nhân vật trong bộ phim thì tôi muốn phản ánh về đời sống của những nghệ sĩ Việt ở hải ngoại cũng như là những người Việt thành công trên đất Mỹ. Và bộ phim thì đã có một kế hoạch phát hành ở rất là nhiều quốc gia. Hiện nay thì phim đã được phát hành ở Mỹ và đang chiếu tuần thứ 3, và ở Việt Nam thì bắt đầu từ ngày 12 thì bộ phim đã chính thức được công chiếu trên toàn quốc. Hiện nay mọi người có thể đến những cụm rạp như là BHD, CGV, Lotte. Mọi người chấm bộ phim Đó Hoa Mong Manh mấy điểm ạ? 10 điểm, vâng. Thế những người còn lại nếu mà thấy mọi người khác chấm 10 điểm thì mình có nên đi xem phim không ạ? Vậy thì ngày mai mọi người hãy đi xem cine tour ngày mai cho chị Dinh cái lịch cine tour ngày mai nào. Ngày mai sẽ là lịch cine tour cuối cùng của đoàn làm phim ở thành phố Hồ Chí Minh trước khi chúng tôi sẽ ra Hà Nội. Cho nên là nếu như khán giả ngày mai muốn gặp đoàn làm phim, ngày mai sẽ có thêm tác giả kịch bản là ca sĩ Nhật Hà như này, thì ngày mai mọi người sẽ đến rạp ở những suất sau. Lotte, Now Zone thì chúng tôi sẽ có suất chiếu lúc 10 giờ. Ở Galaxy Kinh Dương Vương có suất chiếu lúc 16:15. Ở CGV Gigamo Thủ Đức sẽ có suất chiếu lúc 18:15. Ở BHD Lê Văn Việt sẽ có suất chiếu lúc 19:25. Mọi
mọi người có nghe rõ không ạ? Nếu như mà ai chưa rõ cái lịch chiếu này thì mọi người có thể lên trên fanpage Đóa Hoa Mong Manh để mọi người có thể xem cái lịch chiếu của đoàn làm phim. Ngày mai chúng tôi sẽ đi giao lưu với quý vị khán giả ở các rạp chiếu phim gồm đủ các cụm rạp Lotte, Galaxy, CGV và BHD. Và mọi người thấy cái rạp nào mà gần khu vực mình sinh sống hoặc là có thể rủ người thân bạn bè của mình đi. Chúng tôi rất là mong quý vị sẽ ủng hộ cho một bộ phim Việt Nam mà chúng tôi đã mất một năm trời, năm tháng ở nước Mỹ để có thể quay bộ phim này, và sau đó thì 7 tháng hậu kỳ ở Việt Nam, chúng tôi sẽ còn mất nửa năm để đi quảng bá bộ phim này ở nhiều những quốc gia khác nhau, đúng không ạ? Dạ đúng vậy. Quý vị nào mà đi gặp đoàn phim ngày mai thì sẽ có cơ hội được tặng quà. Do đó thì chắc là bây giờ là mình muốn hỏi câu hỏi nên là đồng bọn của Truy Di không được nhắc và khoan trả lời hẳn nha, để cho mấy người này thử coi là nãy giờ có nhớ đạo diễn Mai Thu Huyền nói những cái điểm nhấn của cái phim này hay không. Thì bây giờ câu hỏi đầu tiên Thu Thảo muốn hỏi mọi người nè, phim này làm ở đâu 100%? Giơ tay lên. Yeah, rồi tặng một món quà cho em áo vàng này. Rồi câu hỏi thứ hai nha, mọi người lắng tai nghe nha, đồng bọn phải có quà riêng cho đồng bọn chờ nha. Chúc mừng em. Và câu hỏi thứ nhì là nhớ mặt và đi xem phim ngày mai rồi được quà nữa. Câu hỏi thứ nhì là bộ phim này lấy cảm hứng từ một người nào? Mấy này. Con hỏi tặng quà cho con, trời ơi. Bây giờ cô diễn viên chính là cô ca sĩ Maya. Tặng quà cho con, chụp hình với con một cái. Đây, chụp hình với con. Quá, năm nay con bao nhiêu tuổi? Hỏi máy em luôn nha. Dạ rồi. Câu hỏi tiếp là bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tên tiếng Anh là gì? Nó đáng thử. Ai học tiếng Anh nè? Tâm đến bộ phim. Vâng, mời em. Rồi mời em chia sẻ tên tiếng Anh là gì? Dạ, tên tiếng Anh của bộ phim là A Fragile Flower. Chuẩn quá. Mọi người ơi, mọi người nhớ nha, bởi vì trên ở trên các dạp ở nước ngoài thì bộ phim có tên tiếng Anh là A Fragile Flower. Và bây giờ Mai Thu Huyền xin phép được giới thiệu chị Nhật Hạ, ca sĩ, tác giả kịch bản Nhật Hạ. Em cao vào tay cho các anh chị ạ. Mọi người ơi, không phải lúc nào mọi người cũng có cơ hội gặp được chị Nhật Hạ, chị Chi Trinh hay là chị Thu Thảo hay là anh Đức Tiến đâu. Bởi vì các anh chị sống ở Mỹ, phim này duy nhất có Mai Thu Huyền, Maya và anh Quốc và diễn viên nam chính là ở Việt Nam thôi. Còn toàn bộ tất cả các nghệ sĩ diễn viên còn lại đều sống ở Mỹ hết. Cho nên các anh chị rất là hiếm khi về Việt Nam. Đợt này là đoàn phim có kế hoạch quảng bá, phát hành ở Premier Cine Tour ở Việt Nam nên các anh chị đã bay về Việt Nam. Cho nên chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng cho các anh chị đã trở về quê hương, được không ạ? Bây giờ là sẽ có play trên cái màn hình này là những cảnh đẹp trên đây và những câu chữ, bài hát và một số tên của các thành phố nếu có. Và chúng ta sẽ cố gắng xem và nhớ trong khoảng vài phút thôi. Và sau khi chiếu xong thì chúng tôi sẽ đặt câu hỏi dựa trên những gì đã trình chiếu và các bạn sẽ nhận được các phần quà nha. Rồi bây giờ xin mời ban kỹ thuật sẽ chiếu clip lên cho tất cả các bạn nghe xem ạ. Chỉ có một phút mấy là 1 phút 16 giây thôi ạ. Internet hơi yếu ha. Các
trong khi mà chờ đợi cái bộ phận thì chúng ta sẽ chơi một cái game trước, đó là đặt câu hỏi và trả lời, đúng không? Ok, bây giờ Tiến sẽ đặt câu hỏi nhé, còn Hiền sẽ là người trả lời các bạn. Ví dụ bạn chưa có được cho biết, không biết không câu hỏi mình dạ. À đây có câu hỏi chọn sẵn luôn. Ai theo dõi trên fanpage, theo dõi trên PR những báo chí gần đây thì mọi người sẽ biết những thông tin về bộ phim. Rồi, ok. Rồi, câu hỏi mà Đức Tiến nhận được đó là bộ phim Đó Hoa Mong Manh đã chính thức ra rạp vào ngày mấy? Rồi, em gái xinh đẹp. Cảm ơn chú là 12 tây tháng 4. Chúc mừng em. Nhưng mà cái cậu ơi, chú ơi, Tiến tự gọi bằng chú, tại vì không được tặng quà. Không sao đâu. Chúc mừng con. Rồi, ok. Chúc mừng em. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo, từ từ, chị đứng bình tĩnh. Rồi, đây là quay ở đâu nói rồi, bộ phim mời hát hỏi rồi. Rồi, bộ phim lấy cảm hứng từ cuộc đời của người nữ ca sĩ hải ngoại tên gì? Rồi. Bên này đi xem phim rồi. Các bạn có biết cái phim nào tên là nào không? Ca sĩ Ngọc Lan. Anh lấy thông tin này từ đâu? Em mới nghe. Cô Hạ chơi tiết lộ đề. Tiết lộ đáp án. Rồi, một phần quà cho anh luôn. Rồi, anh rất là thông minh đó. Rồi, ok. Mình đã nhìn thấy bài hát rồi, thì đứa mình hỏi tiếp nha. Ok. Rồi, mời các bạn nhìn lên màn hình nha. Rồi, mình xem thôi, không nghe được đâu. Xem thôi, rồi. Có phải có tiếng thì mới được chứ, có tiếng không? Nghe không nổi đâu, để ồn lắm. Rồi, tuyệt vời Vũ Đức. Không phải đâu, nhưng mà xem phim mà lại nhớ được bài hát là thì phải xem đến credit luôn đó. Đúng không? Thì mình nhớ được bài hát. Mọi người nhớ bài hát này hay không ạ? Rồi. Hôm nay ở đây là âm thanh nó rất là tệ. Nếu mà mọi người xem trong rạp đó thì sẽ là tuyệt vời. Và Mai Tuyền xin bật mí, một trong 10 giải thưởng mà bộ phim đạt được đó là âm nhạc gốc xuất sắc nhất ở liên hoan phim Flow ở Mỹ. Cho nên là mọi người có thể vào trong rạp xem phim và sẽ được thưởng thức giống như một concert thực sự vậy. Nhớ mọi người nhớ, ai chưa đi xem nhớ đi xem nha. Ok, và bây giờ câu hỏi này rất là đơn giản nè. Ai muốn nhận quà giơ tay lên. Có mấy người ạ? À? Ai muốn nhận quà giơ tay lên. Rồi, câu hỏi như sau. Trước khi bộ phim này được trình chiếu tại Việt Nam thì đã được công chiếu ở đâu trước đó? Ai? Rồi, con trai. Bạn Mỹ à? Tôi, bạn ấy đưa quà từ nãy rồi. Chưa, có kia bạn gái. Rồi, ok. Ở đâu nói lại ạ? Dạ. Ở Mỹ à? Em biết thông tin này từ đâu? À, hồi nãy mấy cô có nói. Cái cô đi lộ đề. Ok, rồi, chúc mừng em nha. Rồi, bây giờ nghe tiếp bài hát tiếp theo nha. Bù đắp cho trăm năm, hãy yêu nhau đi cho ngày quên tháng. Dù đêm súng đạn, dù sáng mưa bom. Rồi, bài hát khó hơn nha. Bài hát tên là gì và sáng tác của nhạc sĩ nào? Không, bây giờ mà nói 1, 2, 3 mới giơ tay, bỏ xuống hết. Bài hát tên là gì và nhạc sĩ nào sáng tác? 2, 3. Một của cô này, 2 là chàng này, chọn đi. Thôi cho cô này, chọn đi. Dạ, bài hát này, hãy yêu nhau đi, sáng tác của Triệu Vinh. Hả Ly. Rồi, sai tên nhạc sĩ. Rồi, bạn trai này đi. Dạ, bài là hãy yêu nhau đi, sáng tác của Triệu Vinh. Chúc mừng bạn đã đón đỡ chúng ta. Đây là sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Và có quà chưa? Có quà rồi thì không được. Bây giờ mình phải thử các người quà người khác. Nhớ không? Ai nhớ được tên mình đã nhắc cái này 2 lần nha. Ai nhớ tên được 4 dạp ngày mai sẽ làm cine tour.
Rồi, còn ai nhớ được không ạ? Con nhớ không? Có bạn chưa? Chưa, rồi, rồi. Mời con. Mời con lên đây. Bây giờ phải nói đúng tên cái dạp đó, rồi nói đúng cái địa danh, cái địa chỉ của cái dạp đó. Cái đấy là sai, không đúng. Rồi, ok, một cái cơ hội cho bạn khác. Rồi, con có chỉ nói đúng một tên thôi nha. BHD Lê Văn Kiệt. Chuẩn quá. Rồi, mình thử nha. Rồi, làm luôn. Rồi, làm luôn nha. 1, 2, 3. Đó hoa mong manh.